cử ban tổ chức và các anh chị em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đúc kết những bài học quý giá từ ba chương quan trọng trong cuốn sách Thuật Xử Thế Của Người Xưa của tác giả Thu Giang, Nguyễn Duy Cần. Trước hết, chúng ta cùng nhau đến với chương 2, Chữ Lễ Của Á Đông. Trong Thuật Xử Thế Của Người Xưa, tác giả đã nhận định rằng tất cả thuật xử thế của người Á Đông đều ở trong một chữ lễ. Lễ là nhún nhường, là đem cái bản ngã của mình để sau kẻ khác, nhưng không phải vì giả dối để mưu lợi cho mình. Phải là một người không ích kỷ, diệt được cái bản ngã của mình rồi mới làm nổi việc này. Lễ là tránh cái đau khổ cho bản ngã của người khác bằng cách hy sinh bản ngã của mình, làm một cách thản nhiên, vô tư lợi. Lễ là che cái xấu, giấu cái dở và biểu dương cái hay, cái đẹp của người khác. Lễ là không chạm tới lòng tự ái của ai cả. Trong tình bạn, kẻ có tài hoa, có địa vị hơn bạn càng phải biết gắt gao giữ gìn chữ lễ trong tình giao hữu hàng ngày. Người trên với kẻ dưới phải cẩn thận nhiều với chữ lễ, vì kẻ dưới với tâm cảm tự ti của họ khó mà tha thứ những điều sơ suất của ta về lễ độ. Hiểu được chữ lễ là hiểu được cách bỏ qua bản ngã của chính mình, không làm tổn thương bản ngã của người khác, vô tư, không vụ lợi với một cái tâm chân thành. Nhưng cảnh giới này thực sự không phải ai cũng ngộ ra mà làm được. Nếu đạt được thì cuộc sống đã đơn giản và hạnh phúc hơn, hưởng thụ những điều tốt đẹp của cuộc đời. Để hiểu hơn về chương 3 có tài mà cậy chi tài và chương 4 ân và oán, chúng ta cùng đến với phần trao đổi của xóm 4 chúng tôi. Ngay thì này chị thấy ngay từ đầu quyển sách tác giả cũng nói là ân càng thâm thì oán càng xấu ấy nhỉ. Nên là đấy. Thì mình ban ân cho người khác là để cảm nhận được tự ái của họ thôi. Biết mình phải tìm cách làm sao để đền đáp lại cái ơn huệ đó. Ví dụ như mình bị chịu ơn một người nào đó, mình cảm thấy giống kiểu nó thấp bé hơn người ta. Đúng với chị. Thực tế là cũng vậy mà. Ví dụ như khi một ai đó giúp đỡ mình ấy, là mình cảm thấy là chúng mình đang mang ơn họ, đang nợ ơn họ ấy. Cho nên đứng trước họ là mình cảm thấy mình nhỏ bé hơn họ ấy. Đấy. Mình biết lúc nào thì cái biết của mình đúng lúc, đúng cách ấy. Và như vậy thì em thấy ở đây nó cũng thể hiện là cái mà chúng mình biết khiêm hà chị hay. Chị khuyên có cái ý nào chị thấy tạm cô đọng như trong cái phần này không? Ví dụ như là mình không có khoe khoang á, không khoe khoang cái tài đấy đi, khoe khoang cái của mình ra thì sẽ giữ được cái thân mạng của mình. Ví dụ như là mình khoe tài thì người ta sẽ ghen ghét cái tài đó của mình và người ta tìm cách để hại mình. Yeah. Ví dụ như là kẻ đeo ngọc có tội, người trộm ngọc thì không có tội. Do cái nhân là mình khoe ra cái ngọc đó, kích thích cái lòng tham của cái người kẻ trộm. Ba chương chữ lễ của Á Đông, có tài mà cậy chi tài và ân và oán trong cuốn sách Thuật Xử Thế Của Người Xưa đã mang đến cho chúng ta những bài học vô cùng giá trị về đạo đức và ứng xử. Những bài học này không chỉ giúp chúng ta hoàn thiện bản thân mà còn góp phần xây dựng một xã hội văn minh tốt đẹp hơn. Thông qua ba chương học, chúng ta cùng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sự khiêm tốn và lòng nhân ái, hiểu rõ hơn về những giá trị đạo đức truyền thống của Á Đông, rèn luyện kỹ năng ứng xử phù hợp trong mọi tình huống và học cách giải quyết mâu thuẫn, xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp. Với những bài học quý giá này, chúng ta có thể hoàn thiện bản thân và đạt được thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn ban tổ chức và các bạn đã lắng nghe.